Dạ xin được kính chào toàn thể quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một video cũng rất là đặc biệt khi em đang có mặt ở khu vực nghỉ trang phía Bắc. Và hôm nay em đi cùng với lại một người anh, đó là anh Minh Serac đó quý vị. Một người anh mà em cũng khá lâu rồi mới gặp lại. Anh Minh em đặt ảnh một cái biệt danh đó là anh hùng thầm lặng, khi chính tay ảnh là những người mà đi tìm và chôn cất những thai nhi mà xấu số đó quý vị, không có được chào đời. Thì hôm nay em và ảnh trở lại nơi này. Ảnh có cho em biết là ảnh mới xin thêm được một lô nhỏ thôi, cũng mong muốn là có tiền để mà xây dựng mấy cái học ở xung quanh đây nè, để có thể khi mà tìm được thêm mấy cái hài nhi xấu số đó thì có thể có chỗ để mà chôn cất các em, chỗ thờ cúng. Và bây giờ em và ảnh đang ở khu vực đây. Không biết quý vị có còn nhớ cái chỗ đây không ạ? À? Chỗ đây thì hồi gần Tết năm ngoái em với anh Minh thì có đến đây để mà cúng kính và chăm sóc lại những cái ngôi mộ. Em chào anh Minh. Chào em. Dạ. Chuẩn bị có một cái lô mà nào mới hả anh hả? Bây giờ mình nới rộng lên thêm. Là đằng đây luôn đó ha. Được phép không? Dạ. Mình nới rộng lên thêm để cái đây đâu ảnh hưởng gì đâu. Nới rộng lên thêm đây. Tức là được phép rồi rồi đúng không? Rồi nới ở đây thêm. Rồi còn cái mấy khu này mình tạm dựng lại. Đây hiện giờ còn lô xích cua nè. Còn lô cuối cùng. Đây đó ha. Còn lô xích cua nè. Đây nè, đây lô nè. Đây đây là được một cái rồi đó hả? Cái này nó cho mới trong đây thời ngày 14 tháng 4 à, 2023 nè. Cái này cái xích cua còn cả. Cái sau này mình sẽ cải tạo lại cái này nè. Rồi anh sẽ sang năm Thanh Minh đó, anh sẽ làm lại, thu nhỏ lại. Dạ. Đó là mình làm cho nhiều mấy cháu. Giờ đất nó hiếm mà đó, là mình phải sang Thanh Minh đó là mình sẽ làm lại. Bây giờ chưa Thanh Minh mà chưa dám rờ. Là mình gọt lại để cho nó thẳng khớm lại, nó tận dụng mấy cái này nè. Dạ. Cái đất trống nè, tận dụng lại. Tết này có kế hoạch làm gì không? Tết hả? Không, chỉ mọi hôm thôi thì anh chỉ cuối năm là cúng cho mấy cháu thôi. Anh cho quà và mấy cháu Tết thì thôi, áo quần rồi cúng rồi vậy đó. Dạ. Năm nào cũng vậy đó. Còn bây giờ là mình chỉ mong ước là cải tạo thêm mấy chỗ này nữa để chống nó phí. Nhưng mà sáng năm phải Thanh Minh nữa, Thanh Minh mình sẽ sửa lại hai cái mộ này. Dạ. Đó, sửa lại để cho nó gọn lại. Rồi mấy cái này là chính tay anh mang về chôn cất hết đó ha. Đúng rồi, là mình sẽ gọn lại để cho mình thêm cái diện tích lên. Dạ. Diện lên. Dạ kính thưa quý vị, ở đây á, vào cái dịp mà gần Tết đó quý vị, chỗ đây thì thấy thương lắm. Một số phụ huynh có tới đây cũng phụ huynh có tới thì mấy em này có sữa uống, còn những em khác thì hầu như không có luôn. Phải có anh Minh ảnh mới lo được cái việc này. Bây giờ cho em hỏi thăm á, là cái chi phí mà đào mấy cái đó thì xây mấy cái hố đó thì khoảng nhiêu tiền anh? Tầm đó thì triệu với lại để cho xây học á. Dạ. Xây học á, còn lắp thì tính sau, chú mình xây học cái nữa, có cái học cái nữa, mình xây cái học á. Còn cái mặt đá đó dễ mà mình tính xong, chứ mình vô cái học kia mình học nè, đây còn học à, đây là một học đó ha. Đó học rồi mình ra trả lại làm lại. Rồi cái này mới, cái này chắc cũng mới mấy ngày à. Cái này ra được tới đây luôn không? Thì tới đây nè, đây nè, là xây thêm đúng không? Xây thêm cải tạo lại. Dạ. Thêm vô chứ để nó chống nó phí nó bảo uổng. Dạ dạ. Cái người ta không có, người ta nó làm tầm bậy mẹ tôi bước nâng ra tội tôi, ví dụ có mình chỉ người ta vô đây à. Dạ rồi anh Minh ơi, bây giờ ha em được biết anh ở Hà Thanh thì hôm nay em cũng xin phép dùng cái số tiền quỹ của gia đình họ Phan, ngày xưa họ cũng ở ấp Hà Thanh đây nè, cũng xin phép gửi đến anh là 1 triệu đồng nha. Để cái thì anh có thể là mấy cái này cho mấy em. Cái này là để anh sẽ nhờ anh kia anh đưa trực tiếp luôn, sẵn nay anh đưa trực tiếp cho họ luôn, anh không có giữ. Dạ dạ. Anh không có giữ, anh đưa trực tiếp cho họ, họ giúp luôn. Không, nếu mà nước miền mà anh mà có tiền á, cái lô đất của Asico nè, em vào quay nè, cái rẫy đó,
Là sau mấy cái bụi cây đó ha. Đâu, trên cái núi luôn á, cái ngọn núi. Trên núi luôn đó, dạ. Đó, nếu mà anh có tiền nha, thì anh sẽ mua, anh cho giáo hội Phật giáo, anh sẽ nhờ giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đứng tên là để anh đứng sau để anh làm thôi. Anh nói thật sự cái tâm anh dạ. Thì anh không có đứng tên. Nếu anh có tiền anh sẽ mua là anh sẽ giúp cho mấy cháu. Nhưng mà anh không đứng tên. Anh chỉ nhờ cái giáo hội Phật giáo của tỉnh Khánh Hòa đứng tên cùng. Mấy thầy có chịu không mình không biết, nhưng mà mình cái tâm của mình là sẽ như vậy. Dạ dạ. Dạ kính thưa quý vị, nhà anh Minh á là ở gần ngay miếu Hà Thanh luôn đó. Anh Minh là công nhân vệ sinh, anh là hay chạy cái chiếc xe rác đó quý vị. Cho nên em lấy tên của anh là anh Minh xe rác ha. Dạ. Rồi bây giờ thì xong cái việc này thì mình sẽ đi đến thăm một ông sư. Sư. Sư là sư ở trên cái ở ngay nhà máy sợi á, dạ. Trên núi á, ông tu trên núi đó. Có mình ông à, ông khất thực. Cũng tội cho gì ông ăn cái đó, ông không có đòi hỏi cái gì, không có đòi hỏi tiền luôn. Mà thấy cái hũ gạo chút xíu rồi tội, và cũng nhờ em kênh lang thang nè, kênh lọc lang thang nè, thảo lên hỗ trợ cho ông, cho dạ. Cho vị sư đó để cho có họ có cái động lực họ tu. Dạ rồi, dạ dạ. Dạ anh với em sẽ lên đó. Dạ. Thôi còn mình cũng thay mặt mấy cháu là cũng cảm ơn, chúc nhiều sức khỏe và may mắn cho các vị. Dạ rồi, dạ dạ. Còn nào hay trong đó, ông nói bên này chở ông qua, ông mời lên trên anh chơi luôn. Vậy đó ha. Em hay đi đường Đức Sơn là hay gặp mấy sư cô buổi sáng hay chở, đúng rồi, hay chở về đúng chỗ đúng sống bóng thấp bà lắm á. Đúng rồi, gặp anh chở. Dạ. Tính ra là em cũng chở được mấy lần rồi đó. Họ tu hành mà mình tu không được, họ tu dạ. Giúp được thì giúp. Không biết ông nha, đâu có biết ông đâu. Ở đây núi cao anh. Không có cao. Tạ cao gì mấy hả? Dạ kính thưa quý vị, em với anh Minh lên thăm sư. Thì đại diện gia đình họ Phan có tặng đến sư là 10 ký gạo. Với đây là dầu ăn, xì dầu, đường. Chao với lại đường. Đây thưa quý vị. Em nhớ có cái đợt anh đi ngoài đường mà anh gọi là sao cho nó đúng, lượm được cái hình của sư thầy nào. Còn mà... có nói đó, của vị thiền thiền sư, của vị ai vị đó là gọi là thiền sư á, thiền sư Thích Duy Hà Lực. Wow. Đó còn ở nơi đó, lại em hỏi anh chỉ còn ở nơi đó. Để trên chỗ cái nhà Linh đó hả? Đúng rồi. Ai bảo đó anh này. Thấy vị sư đó là anh sợ trên mạng, vị sư đó cũng nổi tiếng lắm á. Ồ vậy đó hả? Ừ. Thiền sư mà. Mà vì sao cái hình lại để dọc đường ta? Anh đâu có biết. Vị đó là thiền sư mà. Con chào sư. Dạ con chào sư. Sư nhớ con không? Sư nhớ con không? Con chạy xe tét con. Trong kia chở Phong. Dạ. Con Phong. Dạ, con chở sư xem ra nè. Dạ. Bữa nay mấy nay khỏe luôn chứ sư hả? Khỏe luôn. Dạ. Mày sao biết chỗ sư? Dạ. Sao biết chỗ sư? Con chở sư Linh đây mà. Đúng rồi. Sư mời con ăn nho, sư nhớ không?
Mới đây giờ chưa được tháng rồi à sư. Tôi chỉ làm cái cổng cho nó. Đại sư ở trên này lâu chưa vậy sư ạ? Ở đây 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng rồi. Thờ Phật ở trong. Dạ, sư ơi, hôm nay con đến đây nè. Con thăm sư nghe, con có ít đồ biếu sư để sư dùng. Cái đây là 10 kg gạo nha sư. Cái này cúng mạnh thông quân nha. Dạ. Cái này là của gia đình họ Phan ở ấp Hà Thanh gần nhà với lại anh Minh nè. Cũng nhân viên. Tại vì phía ông sư hay làm, sư thấy có cái áo đầy ngắn tay mình mặc vô mình làm cho nó dạ, thoải mái. Dạ, miễn nó màu vàng là được ha. Mình lao động là mặc đồ nào cũng được. Dạ, dạ. Nói xong sư lại mặc đây, sư thấy cái đồ bỏ mà nè, cái áo đầy thấy. Dạ. Sư có mấy cái áo chàng đồ không? Có nè, này cái sư thương thợ ta bảo con đây này. Rồi cho con vô trong đây chút xíu nha. Tại vì không có con nuôi mấy con chó nữa, thành nó thờ Tam Bảo đây. Dạ. Đó là sơn nước mưa, sơn chuyển áo này là nó đưa ra trước. Là hứng nước mưa dùng đó hả? Hứng nước mưa dùng là nó chuyển luôn ra trước khỏi, còn lan quan là chưa có bọc cái vải là khỏi. Dạ. Nó đưa ra trước đây. Đó. Cái mấy cái thùng, một hàng thùng ở dưới đây này đó. Dòng dưới đây là thấy một hàng đây. Đó, cái thùng kia phi cái lớn này đây thùng. Dạ. Này. Đó. Ồ, sư lượng cái góc mương ở đâu sư? Cái góc cái chút kia cho. Cái này góc mương. Con nhìn không biết là mương này mương sừng rồi. Này chút cái gì? Chút cái bảy như kia. Cái này mà lớn thì làm tượng đẹp lắm. Đây sư rồi mấy khoảng đá ngoài kia, ông cho đây sư đưa vô sư làm ghế, đó một hàng đá ngoài kia. Đây đó ha. Đá, còn mấy cục đá to hơn cái đây nữa, nó to là. Rồi ai bợ vô cho sư? Sư lăn từ từ. Lăn từ từ vô. Sư đây hòn đá đây là ở đây là sư lăn hết chứ sư không có nhờ ai mai mốt mà mấy hộp kia chắc. Nhờ mấy người nó to hơn chứ một mình cũng làm được, với mình từ từ đi, là ngày mình làm cục. Dạ. Mình lăn cục sau. Còn cái chỗ nào sư ngủ đâu? Cái giường ngoài kia á hả? Sư ngủ nè. Đâu. Đó, sư ngủ ở chỗ đấy nó đơn giản. Cho con dỡ mùng ra được không? Được. Đây, dạ. Sư dỡ ra luôn đây sư. Chỉ có bị lớn vậy thôi. Ngủ rồi là có chắc con nuôi cho nó ngủ làm sao nè. Dạ. Tụ nó cũng thuốc hoạt đây nè. Đây mấy cái ghế ông xếp lại ha. Tiên. Chỗ một ngàn tí dưới cò hồng nó lên nó ngủ đây này, chưa làm tụi nó ngủ cũng ngon lắm. Này tiên. Không chịu ra. Tiên. Rồi kêu là nó tiên. Hay là ngủ không chịu ra. Ồ, đây này Nam Dương. Cái này ra con đây tiền đó, tiền nó khô lắm đó, nó cái đó này, có nguy cơ tiền cái đây tiền con nó có nguy cơ, con giàu con thấy nguy cơ là chết yểu đó sư. Thế nó suy dinh dưỡng quá sư. Đúng rồi đó. Thế nó suy dinh dưỡng quá hả? Ai chó hả? Dạ nó ăn chay. Nó ăn chay luôn. Nó ăn chay thành thử nó ăn chay rồi, chứ nó ăn vừa no là mình cho nó ăn nhiều. Dạ. Thường thường mấy người cho ăn nó căng bụng, chứ mà nó sẽ ăn mà này no rồi lại cúp không cho ăn nữa. Mà dạ. ăn nhiều là nó mệt, còn mình dễ nó mới lanh. Ăn ít đi là dạ. Cho nó mới lanh được, chứ mà nó ăn dưới khỏe nữa.
Mấy cái này là sư dựng lên đây là tầm 3-4 tháng nay rồi đó ha. À, 3-4 tháng này, đây là cái giường này ra cái giường sư làm này. Dạ. Đây, cái giường đây là sư làm hết đó. Đây này sư làm trồng chuối trồng đồ là sư làm hết. Đó, thấy sư trồng không đủ nè. Đây bây giờ sư trồng rau trồng mấy đó. Đó. Cái này là chưa làm bằng đá đây rồi đó, chưa tổng đó, chưa làm mốt chưa trồng cây da cây đồ chưa tổng đó này, bên đây nữa này tổng đá, tổng đá đây, tổng đá đây là bữa giờ người lăn. Đó, tổng đá chưa làm đá đây ngồi thiền rồi, đây hàng chuối đây chưa cũng trồng này. Dạ, dạ bữa là lăn mấy cục đá này vô trong luôn đó hả? Wow, sao mà lăn nổi? Không, mấy cục đá bên kia này. À. Còn cái đây là sư trồng hàng chuối đây đi qua thu đủ rồi, một hàng này là thu đủ hết. Dạ. Đây là hòn đá đây là chuẩn bị lăn nè, một đống hòn đá này nữa nè. Nhưng mà mỗi chỗ đây mới đi qua được. Đó. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây là hai cục nữa nè. Ở trên kia 7-8 cục trên kia nữa. Đó, hai cục đó đó. Lăn sao nổi. À cái đây mình lấy mình biết không, mình nâng lên cái mình để hòn đá nó ở dưới cái mình dích từ từ. Dạ. Dạ còn dạ thấy nó lớn quá thì sẽ nhờ người lăn cho thứ 10 cục lận. Rồi sư trồng mấy cái này là nước đâu tới? Đây là mùa mưa không? Dạ sao bây giờ? Đây là nó sống rồi tới mùa mưa nó sống mà. Ở bên cô Hồng kia nhiều khi xin cỏ tứ mà không tứ thì chắc mùa nắng này. Nhà bên đó có nước ha? Nhà nó có nước. Dạ. Nước nhưng mà cái nước của cổ là cổ cũng xài nhờ. Dạ. Xài nhiều quá là cũng phạt. À. Quá tải là phạt. Thành bây giờ mùa mưa đây là chưa xài nước này không à. Mưa. Ở tứ rồi đó còn mùa nắng này, biết là này mùa nắng mình trồng đây là mai mất rồi xin tứ chứ. Con có nghe anh Minh anh kể bữa chở sư lên đây mà nhìn cái hũ gạo mà thấy thương luôn. À cái chú là cái chú chỗ gì thằng quen sư cũng hầu đợt sư ở trong Đắk Lắk á. À hũ gạo sư à. Đó. Cái nào đâu anh? Đó cái hũ đó, hũ đó. Con hũ đó nè, con. Đây đó hả? Chú chuẩn bị sắp hết rồi á. Mà sao nhân viên là bữa nay lại có hết này là có chú đưa tới cho nhiều đây là hết rồi. Dạ. Cái kia 10 kg bỏ vô đây không đủ rồi bữa nào mua cho sư cái xô ha. Dạ. Hầu được sư tu là sư đi cùng hết rồi bữa nay mới trụ đây chứ hầu đó. Nhưng mà giờ cho con hỏi nè, cho con dạ. Có gì hoan hỷ với con nha. Dạ. À, như ví dụ sư to theo của sư phụ thầy sư á ở Vũng Tàu đúng không? Dạ nhưng mà có giấy chứng nhận đó. Của vậy đó con quan trọng là con có hỏi giấy dạ chứng nhận tăng dạ đúng rồi dạ đúng rồi đúng rồi tôi mình là bị tôi sư là năm nào sư cũng hạ hết dạ. Nhưng mà chỉ bây giờ sư về Nha Trang đi dạ. Chứ mà sư hạ là nó có một con dấu tôi, có cái sổ hạ dạ đúng rồi có sổ hạ là cái sư bây giờ 17-18 tuổi đạo đầu dạ. Là vài năm dạ. Nữa là thượng tọa dạ. À, nhưng không mà mình tu dạ. Tu ý nói con không có gì hết giấy. Con không có ý gì hết ý à. Con muốn như là tại vì nhà cửa đất đai phải à. Có giấy tờ hợp pháp à. Mình là người công dân Việt Nam à. Làm cái gì mình cũng phải hợp pháp à. Với lại à. Đó ý con nói mình vậy tu mình là chân, mình phải dạ đúng rồi mình dạ. Tu là phải có sư phụ dạ đúng rồi sư ra hai giới đàn dạ có gì đâu có gì sư cho con mượn hồi nào sư đem cái giấy của sư ra dạ không cần có gì sư hỏi cho con nghe dạ. Sư cất kỹ là mình đi mình mang theo cứ vậy mình đi đâu rồi mà chân nào họ hỏi mình cái gì là thắt mà mình lấy. Bữa anh có hỏi sư á là sư đi như vậy là sư theo cái quy định của giáo hội Phật giáo Việt Nam á là đi từ 3 người trở lên mà sư đi mình gì á thì cái nhiều Phật tử người ta hiểu nhầm cho sư. Đó, rồi sư nói không, sư chỉ nhận cái hiện vật thôi, không có nhận à, tiền. Đó là mình mến sư là cái chỗ đó. Thất thực không có lấy tiền. À, là mình mến sư là cái chỗ đó, là cái chỗ mà sư nói là sư không có nhận tiền. Là sư chỉ nhận cái quà cho cái gì là sư ăn cái đó. Đó là mình thấy sư có cái tâm rất là tốt. Tu là tu vậy đó. Hồi xưa thời Phật là không nhận tiền. Nhưng mà bây giờ có thất đây,
hậu đợt là sư đi rầu cũng nhận luôn, nhưng mà bây giờ sư ở Quan Âm Phật Đài kia, có ông sư Nhịn đi khất thực, cái gặp ổng, cái ổng rước về, cái ổng chỉ do cái thất sư, ổng nói là sư đi đâu rồi sư cứ ghé đây, là cứ 19 là sư lên dự lễ đó, nhiều khi có 1 triệu, nhiều khi có 700, 500 gì đó. Nhiều khi không có, xài hết rồi, cứ 19 là sư ghé là lên dự lễ rồi đó. Sư Nhịn á, là cái thấp của sư Nhịn lớn âm nha. Phật Đài á, lớn lắm á, ở ngay chỗ cái đường đầy xe lửa, chỗ Liên Sơn á. Chùa Kim Sơn á, đường vô chùa Kim Sơn á. Anh cho ghé lên sư Nhịn một lần. Còn những cái đồ đây là... Chỗ đó là kêu cái gì, gọi là tình thất, nghĩ cho khắc sĩ. Không, không, cái đó là gọi là tình thất em. Là có 7 ở đây cũng có hết rồi. Dạ, dạ. Tình thất mà. Có 7 rồi. Hay là đi đây bây giờ xuống dạo tham quan cái thấp có 7 đây nữa. Dạ. Giá, rồi Bình Dương, rồi Bến Cát. Chứ đi đâu rồi, chứ tớ ở đâu, rồi Cà Ná nữa. Cà Ná chứ đi đâu rồi. Phật tử nó cấp cho mày, chứ nói chứ hay đi. Thành chứ cho ông tao chứ đi chủ Phan Rang nữa. Phan Rang là ông chứ. Sư Đăng vì ông tịch rồi, vì ông sư đệ tử của ông sư... ở Mỹ Tho ông lên ở là sư cũng hay về ghé, sư cũng mới ghé cũng với Cà Ná nữa. Dạ. Cà Ná, Phan Rang gì, Bình Định gì, sư đi cùng hết à. Cùng hết rồi, bữa nay sư trụ rồi, họ đợt sư về đây là sư về ở núi Sạn đây nè, sư ở bên đó đó. Dạ. Đâu có ông sư, ông là chuyên ông đi bộ, ở đây là ông đi bộ về Hà Nội á. Ông đi như đi chợ vậy đó, ông đi rồi ông về, ông đi ông về. Rồi gặp ổng cái sư mới họ nói ổng đang về gần tới Phù Cát rồi, ra vậy sư đón ổng rồi sư cũng đi với ổng. 2 ngày về tới Quy Nhơn, sư nói tính là đi về đây luôn, nhưng mà có công chuyện với sư quay về là Bà Rịa Vũng Tàu. Cái ổng hẹn sư là ổng nói là ở núi Sạn Vĩnh Hải, chỗ Vĩnh Hải núi Sạn, cái sư về ở đấy là ra gặp ổng. Bây giờ ổng đang trụ ở núi Vĩnh Hải á. Hậu đợt sư cũng ở núi Vĩnh Hải á. Dạ. Núi Vĩnh Hải sư ổng mới chỉ qua có cô Phật tử bên kia cũng ở Đắk Lộc đó. Sư qua đó cái gặp sư cô có giao thất cho sư ở cái dính đó. Cái gì cũng cái duyên hết ha. Cái duyên đó là cái duyên đó, bây giờ cái gặp đây cái duyên đây, cái bây giờ sư không có ở trong Đắk Lộc mà lâu lâu sư cũng vô. Dạ. Ở đây vậy tiền điện rồi 1 tháng có nước tiền điện được nước, nhưng mà mưa là sương mới xài, nhưng mà nắng rồi mình xin thì xài mình dùng được. Dạ. Chứ nước điện đồ cổ chỗ đây là nước điện đồ người nào đóng tiền mới được xài, chứ không phải là ai muốn xài mà xài nhiều là bị phạt. Tại vì cái ông kia ông đóng tiền lại ông cho nhiều người mà mình xài quá tải là cũng bị phạt. Dạ. Thành thử là xài vừa đâu, giờ vừa đủ không dám xài. Dạ. 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 Sư làm cái gì sư làm ấy? Dạ, mô Phật. Đâu. Dạ, dạ. Tụi con đứng đây, tụi con chơi một chút. Đây là phần quà của... Là cái cổng á. Dạ. Coi Tam Bảo. Đây là sư có mấy cái chén, nói chung không có mới nha. Cũ nha sư. Sư dùng được thì dùng mấy cái chén cũ nè. Cái bình mới nè. Đó, bình giữ lạnh. Dạ, còn cái này là mấy cái chén cũ nha sư. Sư dùng được thì dùng. Đó, ý con có cái gì còn cúng cái sư đó. Còn cái này là bên của kênh Lăng Lộc Lăng Thang. Lăng Thang Nha Trang á. Là đây là 10 kg gạo, dầu ăn, dầu và 2 chai tương, đường. Đó cho sư sinh hoạt. Không có gì nhiều hết. Nhân viên hết là có người ta có hậu đợt cái ông sư đó là ông cúng cái bình siêu tóc cái này. Ông nói ông lên là uống nước trà rồi, ông uống với sư cô uống, chứ không biết uống, chứ không phải là sư uống. Hồi nhỏ giờ là không có uống trà, chứ không phải là không biết uống. Nhưng mà trà là trà thường, chứ là mà trà bát, trà đồ là sư cũng uống được. Nhưng mà ông là ông uống trà bát, mà ông đem tới mà lâu nay, cả tháng này sao không thấy ông tới nữa. Ông đem lên cúng mình siêu tóc này, mình siêu tóc cái bình chứa trà này. Bộ đồ của sư nè, y của sư rồi. Ở bên con là gọi là bên Bắc Tông gọi là y, còn bên bên sư là gọi là gì ta? Thì cũng ở đây là y thuật. Y thuật, dạ, cũng y, cũng y. Mình cầm ở ngoài á. Bình bát. Bình bát. Dạ. Cái này sư ăn thành chu dẹp, chú làm chu dẹp.
Hình như hồi nào sư ghé thắp coi thơm cái gì phải không? Dạ không, nó tỉnh sáng rồi không. Đây cây táo này sư trồng lâu chưa sư? Tỉnh sáng rồi xanh là ông sư bà đó đó. Sư bà đó. Hả? Sư bà đó. Tỉnh sáng rồi xanh ở dưới đường Hà Tân á. Sư bà đó. Sư bà mà đó, à, đúng rồi. Bình Ly mà. Wow, cây táo của sư trồng ra sai quá hả? Cây táo là hai cây á. Wow, nguyên một hàng trái luôn. Nó ra trái rồi đó. Không, họ trồng trước rồi nhưng mà sư về sư là bây giờ nó lớn có trái rồi. Táo này dạ. Táo rừng chứ không phải là táo táo như đây ăn được rồi nè, bóng bóng rồi nè, chín rồi nè. Táo rừng ăn nó. Táo này sư trồng chuối á. Đây này, trên đây là sư mới trồng chuối nè. Chuối sư trồng cái này là Tết đâu có thu hoạch được đâu. Đó. Chưa ra buồn mà. Chưa. Dạ. Mới trồng trước mùa mưa làm chưa. Dạ. Chưa ra buồn mà. Chưa chỗ qua mà. Tết đâu kịp đâu. Tết trồng cũng chưa có ha. Dạ chưa, chưa cho buồn mà. Chưa cho nải chưa cho buồn. Đất ở đây trồng chuối tốt lắm á. Đất này hạt với chuối là nhiều nhất. Dạ. Chuối. Dạ rồi sư giữ sức khỏe nhân sư. Dạ, thay mặt Mạnh Thường Quân, gia đình họ Phan chúc sư nhiều sức khỏe, bình an. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Rồi con xin phép sư nghe. Dạ, A Di Đà Phật con về. Dạ. Nhân viên hồi nào chú ghé sư ngang. Dạ. Hồi nào sư cũng có nhân viên thì sư cũng phải ghé chỗ sư bà nữa. Dạ, dạ. Nói là rút cuộc kêu đi. Dạ. Bữa nay có chiếc xe đây là không có giấy tờ nhưng mà mình đi rồi không có sao. Dạ không. Tại với người tu đi ở đây không sợ. Dạ. Ở đây công an đâu có là mình làm được đâu. Đi đừng có bị sự cố gì thôi. Dạ. Mà ở đây dắt ra dắt vô cũng mệt ghê chứ sư ha. Đá này sư đá này thì dạ. Luôn. Đây này, đây mình chạy đá nó chạy qua luôn. Dạ rồi con chào sư. Dạ. Dạ. Dạ con về sư. Trên này cũng khó đi lên ghê trên Minh ha. Mưa là đi bằng này không ấy nha. À mà trơn nó nhớt á. Vậy là hồi nãy anh em mình tìm không ra cái anh mà anh đi về rồi xây dựng cái kia đúng không? Cho nên là anh gửi lại em 1 triệu. Tạm thời là em vẫn giữ 1 triệu đúng đây rồi, đúng rồi. Khi nào mà anh đó có khi nào anh gặp anh đó cứ gọi điện em chạy tới em gửi tiền trực tiếp cho anh đó luôn. Dạ ra anh không có giữ tiền. Dạ em biết rồi. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay cảm ơn anh Minh nhiều, nghe anh Minh nha. Dạ anh cho mang cầu nối tới. Dạ. Dạ rồi, kính thưa quý vị, hôm nay xin được cảm ơn gia đình họ Phan rất là nhiều. Tới thăm sư, hoàn cảnh sư cũng khổ lắm quý vị. Họ tu con mình. Dạ. Mỗi có thân mỗi vị, mỗi thân riêng à. Ở đây vậy. Mỗi vị sư là họ tự rải ra họ tu mỗi cái thân riêng. Dạ. Mà, dạ. À, những đắc lộc đồ họ đều làm cái cốc đơn sơ đó mà họ tu riêng mình họ. Dạ. Còn ở những cái tình xá là mà lớn á thì cử nhiều á thì họ có cái tiền đó họ xây dựng nhiều cái cốc để cho vị nào cứ cư trú vô thiền tu vậy đó tu. Dạ. Anh biết anh lên mấy vị sư anh ghé anh thăm anh. Như công việc của anh thì tiếp xúc với lại mấy sư cũng nhiều với lại hay gặp gỡ mấy cái cơ duyên này nhiều ha. Dạ. Thì mình đánh đổi rồi mình hay đi vòng vòng xem mấy vị sư tu tập rồi. Dạ rồi cảm ơn anh Minh nhiều nha. Thôi xin chào nha. Dạ dạ kính thưa quý vị, một chút chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.